Dâu 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 và con sâu, chào mừng 500 anh em quay trở lại cùng với VN Darknet trên kênh DM Gaming Minh của mình. Và đây là tựa game gì nhỏ? Lỗi mẹ rồi, chưa biết nói nào. Chào lại nhá, chào mừng 500 anh em quay trở lại cùng với VN Darknet trên kênh DM Gaming Minh của mình. Và đây là series bình luận PK lên server của em Mizzy. Server ngày hôm nay mà chúng ta lựa chọn đó chính là server US với chế độ như các bạn đã nhìn thấy rồi, đó chính là Super Mode, hay chúng ta còn biết đến với một cái tên gọi thuần Việt hơn, đó là chế độ 100% tuyệt chiêu nha anh em nhá. Ok, và không để các bạn phải chờ lâu nữa, đây là một chế độ nói chung là nào nhở, nó cũng cực kỳ giải trí ở tất cả các server. Và hiện tại hình như chỉ có server Taiwan, server mẹ của server US này có chế độ này. Vâng, đối thủ đầu tiên của chúng ta đó chính là Dây Dê Sút. Vâng ạ, chế độ 100% tuyệt kỹ. Có lẽ mình sẽ lựa chọn Clark. À, giáp anh em. Đúng không? Nhờ Clark nó chỉ được quả đầu thôi. Úi, Athena kìa. Ngáo à. Ừ, mẹ đéo nhìn con Athena anh em ạ. Vãi con bà lọ ạ. Ổng ơi, Clark nó đấm quả đầu thốn thế mẹ luôn anh em. Hy sinh con dê, hy sinh con dê môi cho Clark đấy các bạn. Khó nha, mẹ chế độ tuyệt kỹ nó đánh trước này, nó đánh nó bục hết cả đít lại anh em ạ. Clark nó đam quả đầu thì thôi rồi lượm ơi, Clark nó đam quả đầu thì lại thôi rồi lượm ơi, lượm ở đây đâu. Bây giờ mình phải, nói chung là game đấu đầu tiên thì mình phải để hai con lên tanh anh em ạ. Một con là không chịu nổi nha anh em nhá, một cháu là không chịu nổi cái lượng sát thương đến từ Clark của Athena như thế kia, một cháu là không chịu nổi anh em ạ. Gần như là một cháu chúng ta sẽ không chịu nổi cái lượng đam này. Cứ hai cháu này đi rồi tính nha anh em nhá. Cứ hai cháu này ở trên đi rồi tính, khó lắm các bạn đúng không? Cả Clark cả Athena đam bố là nào chịu nổi. Clark thì các bạn biết rồi, đam ở lượt đấu đầu tiên thì nó thuộc dạng siêu khủng bố rồi. Có đóng băng đến từ Kusala. Ôi rồi ôi, máu thế nhè. Ấy các bạn nhìn nhau mà thì đã tuyệt kỹ, nhưng mà cái lượng đam của Clark nó vẫn không giảm, nó vẫn như vậy luôn. Sau đơn này thì chúng ta mang ai vào đây? Thật sự đấy, số tôi nó khổ thật sự, bây giờ để nó chảy máu thì cũng chết. Cái đấm pháp này đã xem thế nào. Mẹ nó giảm nộ Athena, Athena nó lại lên nộ luôn các bạn. Khó rồi nha, khó rồi. Mình không để ý con Athena chị ạ, lại chỉ nhìn thấy mỗi bộ đôi giáp với cờ lắc ấy. Vào chưa gì vào mắt mũi để đi đâu. Nhưng game đấu này game đấu bỏ đi các bạn đúng không? Game đấu này là game đấu bỏ đi rồi, hỏng không cửa rồi các bạn. Kia thì bố là chịu nổi vậy. Mẹ con Cristiano Ronaldo ấy mới chịu rồi. Đấm toàn Crit cái kia thì thôi tôi khóc mẹ rồi chứ còn gì nữa anh em. Tôi khóc con mẹ rồi chứ còn cái gì nữa. Chịu đúng tay Kyo tọa đây. Yo gặp Cristiano Ronaldo thì cũng buông tay rồi, bất lực rồi, quá khó để chúng ta hy vọng vào điều gì đó. Bất lực về nhà mà không nhìn thấy con super gì nhờ, Athena Idol kia mẹ, không nhìn thấy Athena Idol super star kia anh em ạ. Cày ôi Clark nó bị thần kinh à. Thằng nó bị thần kinh hay bị nào vậy anh em? Mệnh nói nó mẹ bị thần kinh rồi. Thần kinh con mẹ nó rồi.
Ôi dồi ôi, quá khó. Thật sự các bạn là quá khó. Mẹ chứ gì đã buông tay rồi. Buông tay ở phía rồi. Ồ, nút quýt ở bên tay phải. Giống như những comment của anh em ở trên buổi livestream của tôi, thì tôi cũng đã nhìn thấy nút quýt ở bên tay phải. Lại một game đấu ngã ngựa nữa ở trận đấu đầu tiên. Và chúng ta sẽ đến với Battle Agenpon 5/6, tức là trận đấu thứ hai. Nào, liệu có cơ hội trả thù dành cho VN Darknet hay không? Cày đấy nha. Cày thế nhờ. Liệu cơ hội trả thù dành cho VN Darknet hay không? Đối thủ của chúng ta là Mario Stormy. Ôi, lại hoảng rồi. Kèo này lại cờ lắc, Saiki, Mizu. Combo bên này nó khóc quá nhờ. Lấy Saiki đi các bạn, nó chắc. Nhờ, thế còn một con nào thứ chất 15 nữa nhờ. Kensua các bạn. Lại nhìn đi nhìn lại, dạo này nào mắt mũi nào, đéo nhìn ra hết được thứ chất 15 anh em ạ, sợ thật. Cái em cũng một loại khó chịu. Cường lắc có giảm nộ Ken hay là Tây Cô nhỉ? Tây Cô thì cũng hên xui có giảm nộ các bạn. Ken nó đục thì cũng vậy, là mới thấy con bà mẹ nó luôn, mặt trời luôn ạ. Tây Cô đi gọi. Nói chung là vẫn là một game khó. Khó thì nó vẫn hoàn khó đấy các bạn. Mẹ, mặc dù có Kasumi ở đây nhưng mà không thằng nào dám pick ạ. Mệnh. Mặc dù có Kasumi nhưng mà chúng tôi vẫn không dám pick ạ. Mặc dù có Kasumi. Kasumi Kakakusumi Mi. Nói chung là game đấu này có quá nhiều thứ chất 15 rồi, thì cái bọn thứ chất 14 này nó chả ý nghĩa mẹ rồi anh em ạ. Đúng không? Nó chỉ vào gọi là làm đẹp đội hình mà thôi. Nó vào chỉ làm đẹp đội hình mà thôi, không có con kỹ nào. À có rồi. Kakakusumi. Kasusumi Kasumi Mi. Ôi, bọn này nó chỉ vào làm đẹp đội hình thôi anh em. Ba con tư chất 15, mỗi bên ba con là 6 con tư chất 15 thì nó sẽ quyết định tất cả trận đấu này. Nó đánh trước là mình đã thấy nó bất lợi rồi. Saiki khi bốc bộ đơn đầu thì cũng hỏng. Nhờ, nhớ được. Nhớ đánh nhiều kiểu thế được anh em. Chấp nhận mẹ mất hai con đi, chứ Saiki để nó gõ cơ. Đúng mẹ, bay con mẹ mày cả tuyệt kỹ thôi, xong. Đánh kiểu này đi anh em. Chấp nhận mất hai con cũng được. Đánh kiểu giống tướng đi anh em. Chấp nhận đánh kiểu này thì chịu chơi đeo là được. Địch mẹ. Mây. Vare no miu ga to. Đúng không? Mẹ, chứ nó đứng một lúc nó đàm rồi. Thấy hết ông mặt trời luôn. Được nha, ẩn một tí, được. Theo mẹ cả. Mẹ là Kate nó đánh nhá. À, sao nó không... À, nó không như bị giảm nộ à. Đấy, các bạn thấy không? Đánh như này thì Mizu chịu thức buồi được. Thế thì Mizu nào chịu cho nổi. À gì nhỏ, Saki nào chịu cho nổi đâu ạ. Clip chưa ăn thua luôn. Mẹ clip chưa ăn thua luôn, ăn thua rồi. Sao nó bị cái đéo gì mà nó bị giảm nộ nhỉ anh em nhỉ? Saki bị cái đéo gì mà nó không đủ nộ nhỉ? Nhê, vậy nói chung trong chế độ tuyệt kỹ này đánh trước bố tướng mẹ rồi.
gõ đèn không nhiều. Khó đâu. Anh em ạ, trong chế độ cực kỹ này đánh trước bố tướng mẹ rồi. Mà làm thế thì sống sao nổi đây. Đéo lắm, để Saiki lên trên các bạn. Để Saiki lên trên thì Saiki bên này mẹ giảng mẹ mày quỳ lại các cháu thì thôi. Ngài cứu mẹ, đéo đam nào cho lại được. Làm nào lại cho được cái lượng Saiki nó sống lại được các bạn. Làm nào cho nó lại. Làm nào cho nó lại đây. Nay thì đéo ăn thua rồi. Này thì không ăn thua rồi. Ok, vậy chúng ta đã giết được Maxima rồi anh em. Mới chỉ là một mục tiêu đầu tiên mà thôi. Cái con Saiki cứ bị giảm nộ ấy nhở. Tấm con nào độc cũng là bị Kensua độc à. Giảm nộ bởi cái đéo gì nhở. Bỏ thế. Nó cứ bị giảm nộ bởi cái đéo gì nhở. Nó thịt mẹ đi điện. Giết hết cái bọn lâu nhâu nữa nha anh em nha, xong một tính. Giết được cả Ken này các bạn. Giết được cả Ken này, giết được cả Ken này. Ơ kìa, lật kèo. Ơ kìa, mắt sợ cho mi. Bạn làm sao thế? Lật con mẹ mày kèo chưa? Nào, chúng ta sẽ cùng đến với game đấu thứ ba nào. Tôi đã bảo rồi, lật kèo là lật kèo. Lại còn anh em lại không tin tôi. Nào, Sớt mẹ đúng không nhở? À tên anh đúng rồi, tên anh là Sớt đấy các bạn. Mẹ đi không biết nhầm, ôi ôi. Kèo này nghe đồn mẹ tay đi nó đấm hết anh em ạ. Nhớ là mình toàn đánh sau vậy nhờ. Cay thế nhỉ. Mãi mãi là người đánh sau cái này bao giờ các bạn. Đéo hiểu kiểu gì. Xin lỗi anh chỉ là thằng đánh sau mà thôi. À, nó lấy Saiki Athena là đúng rồi, mình sẽ lấy Teriko và Maxima các bạn. Đúng không, bắt buộc mình phải lấy như vậy, nó đánh trước cầm tí cái lợi thế rồi. Kèo này em đánh sau. Cầm con này lại lai lai. Mẹ ba anh em là Teri à, lại thiếu thằng nữa nha. Mẹ mày, không đủ 4 anh em Teri, không tao lấy 4 anh em Teri, tao gõ nhau mày rồi, đúng không? Ba anh em Teri mà gặp Athena cũng khó chịu nhờ, cũng nhức nách, gặp cả Miku nữa các bạn. Mẹ ăn quả đéo dài để hiệu ứng cũng chết. Mẹ cứ đánh sau rồi, cứ thế nó sai thế nào anh em. Đánh sau cứ thế nó sai. Nào, đã thế thì kẹp xăm lại, đúng không? Mẹ kẹp xăm ba anh em nhà mẹ mày tay đi lại với nhau rồi. Thiếu đúng một thằng nữa, tôi biết ngay mà, sẽ chơi Miku mà. Ghê, nó kẹp xăm lại, hỏng rồi. Ừ, may quá, chưa có gì. Bây giờ mình chỉ cần tên này cho đỏ một tí. Mình giết được con gì nhở, con Saiki lúc đầu thì có lẽ là chuyện nó dễ hơn nhờ. Chỉ cần giết được con Saiki lúc đầu, đúng không? Chỉ cần giết được con Saiki lúc đầu này nó sẽ đi lên rồi với mình. Bản thân Saiki à, nhờ để Saiki đi máu kia thì nghe chừng là kéo ổn đó. Đi máu chó của Athena nghe chừng là
Đéo ổn rồi anh em ạ. Ngày đéo ổn rồi. Get ready. Get ready. Ôi nó trông lắm. Ôi đéo ổn rồi. Giết được nó ngay từ đầu cơ. Má, giết được nó tươn đầu thật ạ. Giết được nó tươn đầu thật ạ. Giết được mình giáp tươn này nữa. Hợp lý quá nhờ. Ui mẹ mày. Maxima đàm nay thì cũng đéo chịu nổi các bạn. Đi luôn nè, ăn quả tun nó mới cáu nhở. Đi con mẹ, ăn quả tun này nó mới thật sự là nhức nách này các bạn này. Hỏng rồi. Ăn quả tun này thì hỏng quá. Đánh sau bất lợi thật. Sau nó bất lợi quá anh em ạ. Đéo ổn lại được. Đéo chết con giáp chứ. Mình đéo chết con giáp nhé. Con mệnh như nó cày ạ. Cày thế, hỏng rồi. Hỏng rồi. Sau bất lợi quá. Sau bất lợi quá. Ui dồi ôi, mẹ con kia. Con kia. Con bỏ mẹ kia. Con bỏ mẹ kia. Con mệnh nhà mày. Rồi. Đàm đéo đi đâu. Đéo làm gì vậy rồi. Đéo làm gì được nó rồi anh em ơi. Bất lực quá. Mệnh. Cáu nhờ. Anh em này quýt rồi. Đánh đéo gì nữa các bạn. Đến đây là mình biết quýt rồi. Mẹ em này vẫn lồn thật. Nhít con chả vào mồm vậy. Bất lực thật sự vậy. Quá bất lực. Và cái loại này vào bằng nhau đéo có đam mà giết đam giết còn cu còn đéo có sợ thật. Thôi đi là cô đấm ăn xôi giết con này đéo giết nổi mệnh nhẹ. Đéo giết nổi nó anh em ạ. Mẹ hồi máu ghê quá. Ôi, ba anh em nhà Terry cũng nằm bất lực thật. Kèo quýt thôi, đánh đấm gì nữa các bạn. Mẹ cáu nhờ, ba game đánh sau cả ba. Nhẽ mẹ em ấy quá tam ba mận, lần thứ tư lại không được đánh trước. Đánh chế độ thực kỹ, ba game đánh sau cả ba lại đúng rồi. Bịp bợm thật sự ấy. Mà nút giờ rét, đấy, được đánh trước rồi nha các bạn nhá. Được đánh trước rồi. Sau rất nhiều game đánh sau thì ván này chúng ta cũng đã được đánh trước. Mày cứ cầm cái loại đấy đi. Bố phải cầm hai cái loại này. Đánh trước đã, lợi thế đã. Đúng anh em, có lợi thế là chúng tôi chơi đã. Cứ có lợi thế là chúng tôi chơi đã. AOE ở đây đi. Mày. Siêu AOE đi anh em. Cho thằng này áp lực. Đánh trước là chúng tôi cầm lợi thế về đã.
Tỉnh thế nhỉ, bạn thân mình tỉnh thế nhỉ, hỏng rồi. Mẹ lấy mấy con bao của mình là cũng hỏng hỏng ở đấy anh em ạ. Cũng hòm hòm là lại cũng đi bụi ấy. Mẹ được game đánh trước lại chỉ có 4 con tư chất 15. Mẹ game đánh sau thì 5 con tư chất 15 vào nó cứ 3 con nó võ mồm cho thì. Bạn ơi thở hộ với. Trời ơi. Nó là toàn tanh thế này các bạn. Mẹ còn đĩ đợn kia chứ lệ. Đéo có con ở đây có con ganh đây các bạn. Ganh tanh DPS đây các bạn. Em phải đánh combo hai Kula Saiki đấy. Thằng này nó bị thế đéo nào vậy? Em bị thế nào vậy? Em đánh thế này đi. Em chỉ dùng đúng hai cái kỹ này thôi em. Nhá. Em trai nhá. Em đánh thế này thì anh chỉ sử dụng đúng hai cái kỹ này thôi. Em trai đánh thế thì anh chỉ sử dụng đúng hai tuyệt kỹ thôi. Anh không sử dụng nhiều nhá. Mà nút Z này nha em nhá. Từ sau anh lại đánh thường thì em xuống nhá. Mẹ đánh thường con kia cũng chết anh nhờ. Đéo trụ được. Đánh thường con kia cũng chết. Con Andy cũng chết. Cũng không trụ được các bạn. Thằng em láo này. Thằng em dại này. Thằng em dại mà nút dơ dép. Mà nút dơ dép này. Sao em lại dại dột thế nhở? Mẹ đánh chế độ tuyệt kỹ mà em để tướng rồi như thế thì khác gì mẹ mày. Nuôi đánh cống hiến mà em. Cống hiến à. Hết giờ chơi nhé em nhá. Ma nút dơ dép nhá. Mắc nút dơ dép có nghĩa là cái gì điên màu đỏ ấy các bạn, đúng không? Mẹ đúng là thằng này ngây thơ rồi. Ngây thơ quá anh em. Chúng ta sẽ cùng đến với game đấu thứ 5 nào. Sau 3 game đấu bị ăn củ hành Milan. Vâng ạ, thủ đô của thời trang, kinh đô của ánh sáng Milan. Chết rồi. Đằng này lại cầm Saiki thôi các bạn, đúng không? Ôi mẹ chị em. Mây trò kia thì cũng khổ nha. Cầm mẹ thì nó không cầm thì tôi lấy luôn chị em mây trò. Lấy mẹ mày chị em mây trò cho nó chất đeo gì. Đúng không? Lấy mẹ chị em mây trò có khiên cho nó chất trời người rơi. Sợ đeo cái thằng này các bạn. Mẹ mày chị em mây trò nên nó có hiệu ứng nhờ các bạn nhờ. Đéo có hiệu ứng đâu. Em mày lấy mẹ mày chị em mây sợ trời nó chất. Sợ đéo cái thằng này các bạn. Tôi mà lại đi sợ thằng này đúng không? Mẹ mặc dù đánh sau nhưng chúng ta vẫn có một chút lợi thế nho nhỏ. Là chị em combo chị em mẹ tạo khiên hồi sinh đúng không? Đã lời được rồi. Mẹ nó có cancel clutch vào lúc đầu lại khổ rồi. Mệnh nó lại khổ rồi. Số đéo, số khổ à. Đẹp luôn. DPS, ganh. Chúng ta vẫn có mẹ mày tam hệ dành cho Saiki luôn. Ủa, mẹ một cái bài đẹp nhờ. Úi dồi ôi, mẹ, chị em đẹp thế. Chị em đẹp thế. Chị em đi với Saiki đẹp bài hết nhờ. Úi dồi ôi. Úi dồi ôi. Đã chưa chết, mẹ chàng khỏe thế nhờ. Được của nó đấy, Trang ơi, được của nó đấy. Đấy sao? Trang ơi, được của nó đấy. Yeah. Đúng rồi, đánh một con vai đi. Sát thương lên thì mày chết. Mày chết, mẹ mày. Mày dám giảm nộ người chị của tao à? Mày dám giảm nộ người chị của tao à? Láo nhè. Dám giảm nộ người em, quên mất sau các bạn. Dám giảm nộ người em. Giảm nộ người em với chúng tôi. Không có độc chiều thì buồn thế. Này
này này, Maxima này, chết con mẹ mày luôn, tương đầu. Thế sao lại mới chờ không bút khiên cho vai nhờ? Này thì Maxima với chúng tôi này, chết cụ mày chưa, chết mày chưa. Nào bây giờ thì tuổi, bây giờ thì anh xin cái tuổi. Ui ôi mẹ mày, for gen mẹ con sai khi với cả con đấy của mình lại rồi. Bây giờ thì cho anh xin cái tuổi. Mày lại vừa đủ tích sát thương đấy, mày vừa đủ tích sát thương cho à. Đây rồi, chị em lên phiên rồi, chị em lại lên phiên rồi, hợp lý quá nhờ. Chị em nó lại lên phiên rồi, nhảy phát này là đẹp bài luôn này các bạn. Nhảy phát này, ui dồi ôi, thế mà không đẹp nhờ. Lý không, bây giờ giết con này. Tại sao lại giết con này thì các bạn biết rồi đấy, nó không cho thằng kia giả hiệu ứng được, anh em hiểu không? Không cho thằng Clark giả hiệu ứng được, Clark khóc choáng lại. Ui dồi ôi, là Clark khóc ngay các bạn đúng không? Không có con nào giải hiệu ứng cho Clark là Clark khóc, chứ có cái gì đâu. Khóc chưa em? Hãy khóc đi, khóc đi, khóc đi, đừng ngại ngùng. Để lần sau khóc hết nước mắt chứa tràn trong lòng. Khi cô đơn cái gì đó nó quay trở lại. Ôi trời mây trở đắt lên hỡi sai sai. Mất mẹ nó hai cái khiên rồi. Hơi ngu. Cốt nhân chúng ta nên để Saiki lên đây. Game này nói chung là thắng rồi. Đến đây là thắng rồi các bạn, đúng không? Đến đây theo mình đánh giá là thắng rồi. Dù thế nào được nữa. Còn mẹ mới chết lại cày thế. Thôi nhảy đi em. Gen xuống cho mày lên nội, cho mày lên nội tại, cho mày lên nội tại này. Mày lên đi, mày lên đi, mày giỏi mày lên đi, mày giỏi mày lên đi. Yes, chiến thắng tiếp theo dành cho em Minzy khi đối đầu với kinh đô thời trang Milan của nước Ý. Đang lắc giờ chỉ khóc thôi, biết làm gì nữa. Giờ này thì hãy khóc đi, đừng ngại ngùng. Kinh đô thời trang đã phải nằm dưới tay của VN Darknet. Và chúng ta sẽ đến với game đấu cuối cùng trong clip ngày nay, đó là Zero Nico. Vâng ạ, đây có lẽ là một trong những anime rồi. Ủa ôi, có dốc, có ca phẩy, có Athena. Kèo này mình đánh trước ạ. Lợi thế. Đúng không các bạn? Đánh trước đã là lợi thế rồi. Cứ đánh trước là lợi thế rồi anh em. Suy nghĩ cho kỹ nhá. Cuối cùng vẫn lấy gì nhở? Thế còn con nào từ chất 15 nữa nhở? Vai à? Mẹ thọt thế nhở? Mình kèo nó vẫn ngon như kèo mình ạ. Nó 2 DPS ạ. Kèo nó vẫn ngon, kèo mình ăn có giảm nộ. Mình có một con giảm nộ ở đấy, ít nhất là mình cũng khắc được nó một tí. Mấy con này thì chả có ý nghĩa gì các bạn, đúng không? Mẹ đánh 6 con tư chất 15 thì mấy con kia chả ý nghĩa gì cả. Gọi là vào cho vui nhà vui cửa mà thôi nhá. Gọi là vào cho vui nhà vui cửa mà thôi, chả ý nghĩa gì đâu nha các bạn nha, đúng không? Gần như là không có ý nghĩa gì ở đây hết. Nhưng mà xuất hiện đến... nổi không nhở? Nổi tam hệ không nhở? Tanh, ganh, tanh. Đủ, vẫn đủ nha anh em nha. Vẫn đủ luôn, vẫn đủ tam hệ. Cứ phải chơi tam hệ cho nó chắc. Hai tanh, một ganh, một đả, ok, cứ tam hệ nó chắc nha các bạn nhá. Đánh gì thì đánh, thì phải tam hệ lúc đầu vào có đỡ được cả mã đam đấy các bạn.
Đúng rồi, nghe. Hy vọng rồi nha anh em. Đó, thứ nhất giả lộ một con đã. Đúng không? Thứ nhất giả lộ một con đã. Con kia thì không bị giảm độ đâu các bạn nhé. Để ăn thua rồi, giảm nó lại hồi đấy các bạn. Con Miyuchi nó không bị giảm độ tương đầu. Đầu nó kéo nhảy vào đấy nhỉ. Hy vọng thôi, chứ biết là thế nào. Có nhờ, tuần dè xích đã, động lực đã. Đéo hiểu đánh ra đằng sau mà Saiki mất nhiều máu hơn nữa. Hôm nay thì hỏng rồi. Hôm nay thì hỏng em rồi. Mình có toang nhá. Athena hồi máu chuẩn vào em nhá. Đúng không? Hồi máu chuẩn vào để cứu được anh đấy. Không có khí mất đâu mẹ. Nhà cửa trông đợi hết vào em rồi. Nhà cửa trông đợi hết vào em rồi. Trông đợi được vào ai nữa đâu. Ừ được nhờ. Lại Athena hơi được đấy. Nhờ lại Athena hơi bị được đấy. Trông thế mà lại hơi bị được đấy anh em. Ừ lại full cây cho Saiki rồi. Đây này, nó phải như này này. Chạy nó mới không liệt đấy các bạn này. Nó phải như thế này thì nhìn nó mới khốc liệt này. Ôi, ăn quả tê liệt rồi, ai giải cho chú bây giờ. Ôi, Athena bị giảm gốc rồi. Gặp đúng hàng rồi. Gặp đúng hàng cá phẩy rồi. Clip đau thế mẹ luôn rồi. Ôi, xong rồi. Mình đây là mình sắp hoảng rồi anh em. Cố lên, em ơi. Cố lên một tí. Cố gắng lên một tí nữa thôi. Saiki ơi, một tí nữa thôi. Cố gắng lên nha em ơi. Cố chụp đi. Mẹ mày toàn cái thể loại đéo bị giảm nộ kia. Toàn cái thể loại đéo bị giảm nộ đây anh em ạ. Mệnh ba con đằng sau của nó. Toàn cái thể loại không bị giảm nộ ạ. Cố gắng một tí Saiki ơi. Cố gắng lên một tí nhá. Sau vai nó vào rồi. Đỡ được lượng đan nó nhỏ. Sau vai nó vào rồi. Đấy, từ sau vai nó vào rồi. Mẹ mang thêm cả cái loại này vào nữa. Hồi cho nó nhiều. Cố lên em. Vậy. Cố lên em ơi. Nhà cửa trông chờ hết rồi em. Làm gì ạ? Bao nhiêu cái loại bút máu này anh mang hết vào. Anh hỗ trợ cho em rồi. Bao nhiêu cái loại bút thủ nhất anh cũng hỗ trợ cho em hết rồi. Mang cả Athena vào. Athena lọ Athena chai vào bút cho em rồi. Mà em không cố gắng là chết anh đây. Mẹ, choáng rồi. Ôi dồi ôi, ăn quả Silent này thì hỏng rồi. Cố lên Saiki ơi. Cố lên Chiaki. Cố lên Saiki ơi. Cố lên Saiki ơi. Khó rồi bạn ơi. Ôi dồi ôi. Đỡ đòn clip kìa các bạn nhờ, may quá. Vấn đề là nổ đây này. Mẹ, Mizu nãy giờ nổ hơi nhiều các bạn. Cay thế nhờ. Cố lên Saiki ơi. Cố lên Saiki ơi.
Anh hy vọng hết vào em rồi. Cả nhà cửa like silent. Còn mẹ. Rồi, đỡ đòn đi em. Em đỡ đòn là chết anh đây. Ôi giời ơi, mẹ hỏng rồi. Mẹ kiếp nha. Cố lên Saki ơi. Cố lên Saki ơi. Đéo cố được rồi. Còn mẹ mình phun sắc lực không giết nổi. Sợ thật. Giải hướng ra. Giải một tí. Lại sai lần rồi. Cố lên Saiki ơi. Saiki ơi, cố lên. Em chỉ cần ngã xuống thôi là đời anh đi tom đấy. Em ngã xuống là đời anh lại toang đấy Saiki ạ. Em cố lên. Cố lên. Đừng ngã xuống giây phút này. Trời ơi, em ngã xuống rồi. Em ngã xuống rồi, hỏng rồi. Em nó ngã xuống rồi. Ngồi bóng nhiều lên. Ừ đấy, dậy được rồi. Cố lên em, em là niềm hy vọng. Cố lên em ơi. Cố lên em ơi. Cố lên Saiki ơi. Cố lên. Ôi trời ơi, sai lần rồi. Cố lên Saiki ơi. Em là niềm hy vọng của cả nhà mình. Em là niềm hy vọng thôi. Em nằm xuống là anh chết đấy. À nó chán rồi. Chán đéo đam Saiki nữa rồi. Cố lên em ơi. Em là niềm hy vọng. Ui giời ơi, đi chấm bệnh thì nói như vậy. Đúng quả này nó lại cho choáng như cay thế nhờ. Đi chấm bệnh thì nói chứ. Cay thế nhờ. Đúng quả này mẹ nó lại mấy cái CC vào mồm ạ. Mệnh như nó như cay thật sự anh em ạ. Cố lên Saiki ơi. Cố lên Saiki ơi. Hay quá nhờ. Ui ồ thôi Saiki đu đủ rồi. Lần này ai cứu Saiki đây. Chơi rồi nó giết con vai nữa thì xong luôn. Học rồi. Không ai cứu được Saiki nữa rồi. Em ơi, mệnh thằng này, cay thế nhờ. Ừ, lại cứu được rồi, lại cứu được rồi. Cố lên Saiki ơi, em là niềm hy vọng, là tất cả đời anh. Ôi giời ơi. Mệnh thằng này đập tê liệt chứ ạ. Hay quá, được lại giải được, lại giải được. Mẹ, gia đình anh lo được. Saiki lo được, lo được, lo được. Saiki lo được. Thằng này chết mẹ mày đi. À, choáng đi, choáng đi. Saiki ơi. Aaa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 
Cần tên người vậy. Mời. Ai. Trận đấu căng thẳng với cung vẫn hoảng ạ.
Thế bao giờ không nhỉ? Xin mẹ, tôi đã cố gắng hết sức rồi anh em ạ. Cố gắng hết sức rồi. Trận đấu căng thẳng quá. Bất lực rồi. Căng thẳng thật sự ấy, lâu lắm mới đánh một trận mẹ tuyệt kỹ mà mẹ vắt não ra như thế này anh em ạ. Ôi, hẹn gặp lại anh em trong clip tiếp theo. Đừng quên nhấn like, subscribe, ủng hộ cho em Minzy cũng như là series bình luận với lên server này nhá. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Nhớ like và comment ở dưới video clip nữa nhá anh em nhá. Bye bye.